dậy ngay cho ta. Ui, ma. Ma ma cái gì? Ta đây. Ta bảo các ngươi trông vườn mít mà lại lăn ra ngủ thế này à? Sướng nhỉ? Ôi ông ơi, chúng con trông cả đêm, vừa chợp mắt có tí mà ông. Chợp mắt có tí à? Chợp này. Ai? Chợp này. Các ngươi có biết lại mất 3 quả mít của ông rồi không hả? Ôi, ơi dạ. Mất 3 quả mít ấy ạ? À? Sao lại thế được ạ? À? Thế cái gì đây? Hả? Chỗ này có 3 quả to nhất của ông. Ôi, chết rồi. Tại thằng Nô ông ạ. Hôm qua con đi vệ sinh một lúc, bảo thằng Nô nó trông, chắc là mất lúc đấy rồi. Chứ còn mà ở đây á, thì mất làm sao được. Tại nó ông ạ. Không phải đâu ạ. Oan cho con lắm ông ơi. Hôm qua nó bảo đi vệ sinh mà trốn đi cả canh giờ chưa về. Nó bỏ nhiệm vụ, tại nó ông ạ. Canh giờ đâu mà canh giờ, đi có tí. Tại người ấy, tại người ấy. Tại người, thôi. Tại đứa nào ta không cần biết. Mất 3 quả mít, mỗi thằng bị trừ 3 đồng tiền công tháng này. Không được cái tích sự gì cả. Ôi ông ơi, ông trừ thế thì hết cả công của con rồi ạ. Ông phạt thế thì con sống thế nào được ạ? Sống thế nào là việc của các ngươi. Làm không tới nơi tới chốn, đấy là còn nhẹ đấy. Thôi, đi làm việc đi. Không ông lại cho ăn heo bây giờ. Dạ. Đúng là cái lũ vô tích sự. Kẻ nào to gan, dám trộm mít nhà ông. Phải nhờ thằng Hùng Xiêm xem thế nào mới được. Các cuống mít đều có vết dao, chắc chắn là có người cắt trộm rồi ông ạ. Đương nhiên, nhìn nó rành rành ra thế này ai mà chẳng biết. Ta muốn người bắt tên trộm đó cho ta, bắt được ta thưởng. Thì ông cũng phải từ từ để con nghĩ đã chứ. Nghĩ ra chưa? Ta sốt ruột quá. À, con nghĩ ra rồi. Được. Ôi sợ thế. Nghe nói nhà cái anh Tuất ấy phun thuốc trừ sâu quá liều vào cả vườn mít to đùng. Thế bảo phú ông ăn mít ngấm thuốc nên nôn thốc nôn tháo mấy ngày nay. Quả này á thì phú ông nguy to rồi. Phú ông nguy lắm hả Xoài? Ừ, cha tớ hai hôm nay bụng cứ phình to ra như cái trống ấy. Cứ ăn xong lại nôn. Gọi bao nhiêu thầy lang rồi mà không khỏi. Tớ lo quá đi mất. Tưởng gì, tớ có phương thuốc bí truyền từ cụ tổ truyền lại. Chỉ một liều là khỏi ngay. Tí tớ mang sang cho. Thật không đấy, thầy lang còn bó tay mà cậu lại chữa được à? Thật chứ, đã bảo là phương thuốc bí truyền, chỉ nhà tớ mới có thôi. Cái bệnh ngộ độc gì ấy á, tớ lạ gì. Ngày trước, cha tớ cũng ăn nhầm quả ngấm thuốc sâu, uống một liều là khỏi ngay. Mà bệnh này á, không chữa kịp, nguy hiểm phết đấy. Sau một tuần là bị câm cơ, không nói được luôn. Ui thế, thế thì chế đi, xong mang sang luôn nhá. Được rồi, cậu cứ yên tâm. Ôi thôi, chết ta rồi. Hôm qua vừa chén lên một quả mít nhà lão phủ ông xong. Ôi, ra sao tự nhiên lại đau bụng thế nhỉ? Cái gì thế nhỉ? Hồng Xiêm. Cụ Lý. Lại đây ta bảo. À, cụ Lý ăn quả gì dính thuốc sâu ạ? À? Bé bé cái mồm thôi. Không phải ta, mà là đứa cháu họ ta nó ăn phải táo dính thuốc sâu. Ngươi còn thuốc không? Bán cho ta một liều. À, ra thế. May cho cụ, con còn một liều đây, một đồng cụ nhá. Rồi, không việc gì phải lu loa lên thế. Vâng, con chào cụ. Thì ra là Lý trưởng ăn trộm, con cho lão một trận. Từ từ đã, ta cứ theo lão về nhà xem thế nào rồi hãy xử. May quá, mình nhanh chân mua được thuốc giải đây rồi. Góc vườn có một đống vỏ mít, chắc chắn Lý trưởng trộm mít nhà ông rồi. Lão kia, dám ăn trộm mít nhà tôi à? Hôm nay á, tôi sẽ cho ông biết tay. Cái gì đây? Sao ông dám ăn trộm mít nhà tôi? Ai ăn trộm mít nhà người? Mà không phải người đang ốm sắp chết à? Chết này. Không ăn trộm, sao ông phải uống thuốc của thằng Hồng Xiêm làm gì? Thì ta ăn phải táo dính thuốc sâu. Có phải mỗi mít nhà người có thuốc sâu đâu? À, thế góc kia có một đống vỏ mít là của ai? Ông còn chối à?
mít ta mua ngoài chợ, thiếu gì, không phải mít của ngươi. Mùi này đích thị là mít nhà tôi nhá, ông đừng có chối. Ấy, ai, ta, ngươi đừng có lý sự cùn nhé. Mùi mít nào chả giống nhau. Ông ơi, hôm trước cái bóng trắng dọa ma con ở vườn, đích thị là tấm vải trắng này rồi ông ạ. À, ông còn chối nữa không? Đi, đi lên quan. Thôi, ta chót dại, xúi thằng hâu nó trộm. Ngươi tha cho ta, ta đem tiền ngươi là được chứ gì. Ngươi làng với nhau cả, thôi cho ta xin, nhá. Không có xin xỏ gì cả, đường đường là lý trưởng mà làm cái trò bẩn thỉu thế này à? Lên quan cho ông tù mọt công. Ấy thôi, đây 10 đồng, tha cho ta đi nhá. 10 đồng của ông lại to quá cơ. Đi lên quan. Ôi, thì 20 đồng, ngươi làng với nhau cả, có gì đóng cửa bao nhau. Không nói nhiều. Ấy, thế thì 30 đồng. Đi, thôi, ta biết lỗi rồi. Niệm tình ông lớn tuổi, tha cho ông lần này đấy. Lần sau chưa, nghe chưa? Được rồi, ta biết rồi. Không dám, không bao giờ dám nữa đâu. No, đi về. Ôi giời ơi là giời, mịt ơi là mịt. Bánh rán trên chợ huyện này đúng là ngon nhất nách, ăn mãi không biết chán. Cậu thì có bao giờ biết chán ăn cái gì đâu, bánh rán hay bánh gì chẳng ăn. Này, có phải cái gì tớ cũng ăn đâu, phải ngon mới ăn đấy. Hai cái cậu này lúc nào cũng phải khịa nhau mới chịu. Kiểu nó phải thế đây nà, xa là nhớ mà gặp nhau là choảng. Của tôi, bao đậu này là của tôi, sao anh lại nhận là của anh? Vớ vẩn, bao đậu này là của tôi, anh đừng có nhận vơ. Ở kia hình như đang có cãi nhau, chúng ta ra đó xem thử đi. Ừ, ra xem đi. Bà con làm chứng giúp tôi với. Bao đậu này là của tôi, vừa mới nhờ anh ta trông hộ một chút để đi uống cốc nước, mà quay lại, anh ta đã nhận vơ nó là của mình rồi. Này, anh ngâm nói cho cẩn thận nhá, không khéo lại răng môi lẫn lộn đấy. À, đã ăn cắp lại còn la làng à, không biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhá. Đã ăn cắp lại còn ra mồm. Trả cho tôi, của tôi mà. Còn lâu nhá, bao đậu này là của tôi. Của tôi? Của tôi chứ. Sao cái chợ này lắm thị phi thế nhỉ? Lần trước thì tranh nhau tấm da dê, lần này lại đến bao đậu. Thì lòng tham mà, biết đâu lại được chót lọt thì sao? Công nhận, trên đời này nhiều người tham lắm. Mà không biết ai trong số hai người này, người nào nói dối nhở? Hồng Diêm, cậu thấy thế nào? Hiện tại làm sao mà biết được, chắc chờ quan đến xét xử thôi. Có chuyện gì mà ầm ĩ náo loạn hết cả lên thế? Dạ, dạ con chào quan lớn ạ. Có chuyện gì mà hai người cãi nhau ầm ĩ cả chợ huyện lên thế? Định làm loạn à? Dạ bẩm quan, bao đậu này là của con mới thu hoạch, con định mang ra chợ bán. Trên đường đi mệt quá, mới nhờ anh này trông hộ một lát để đi uống nước. Nào ngờ, quay lại anh ta đã nhận lấy luôn rồi ạ. Dạ bẩm quan, không phải như anh ta nói đâu ạ. Bao đậu này là của con định mời anh ta mua. Anh ta thấy đậu hạt nào hạt nấy mập tròn, muốn ăn mà không muốn trả tiền, nên nhân lúc vắng người mới cướp luôn của con đấy ạ. Này, anh nói mà không biết ngượng mồm mà. Bao đậu nào là của anh? Công tôi chăm sóc vất vả ngày đêm mới ra được những hạt đậu to tròn như thế, không phải ai cũng làm được điều này đâu. Sao lại không biết trồng? Đậu này là nhà tôi trồng, có gì mà không biết chứ. Anh mau trả bao đậu cho tôi đi. Thôi được rồi, hai người làm ta nhức đầu quá. Hồng Xiêm, lại đây ta bảo. Dạ. Ngươi cũng đứng đây nãy giờ phải không? Có cách nào để biết bao đậu thực sự là của ai không? Cách thì có ạ. Con cứ làm theo lời con nói, đảm bảo thủ phạm sẽ lộ diện. Bây giờ, hai ngươi hãy theo ta về công đường. Ta sẽ phân xử xem bao đậu là của ai. Cả hai người đều nói rằng bao đậu này là do các ngươi trồng và chăm sóc tử tế, nên đậu mới được to tròn như thế này đúng không?
Dạ đúng ạ. Ai cũng tự nhận là mình trồng đậu giỏi. Vậy nhân đây, ta có ít hạt giống đậu tốt, các ngươi mang về trồng. Qua mấy ngày, hạt giống của ai nảy mầm cao hơn, tốt hơn, thì bao đậu này đích thị là của người đó. Dạ vâng ạ. Người đâu, mang những hạt giống mà ta đã chuẩn bị sẵn ra đây. Vâng. Nhớ lời quan dặn chưa? Dạ vâng ạ. Thế nào, các ngươi đã mang hạt giống ta phát về trồng chưa? Dạ rồi ạ, mời quan lớn xem. Con đã gieo hạt giống mà quan đưa tươi tốt, xanh mơn mởn thế này đây. Chứng tỏ con rất giỏi trồng đậu, đúng không ạ? Tốt, quả là rất xanh tươi mơn mởn. Thế còn ngươi, mầm cây của ngươi đâu? Dạ, bẩm quan, con đã mang hạt giống của quan về gieo trồng. Nhưng không hiểu sao, nó lại không nảy mầm ạ. Con kiểm tra thì phát hiện, hình như hạt giống đã bị hỏng rồi ạ. Hạt giống hỏng? Con mà không biết trồng thì có. Con dám nhận bao đậu là của mình không? Hả? Muốn nhận vơ nữa không? Người nhận vơ phải là người mới đúng. Tên kia. Dạ. Sao lại thế ạ? Sao à? Hạt giống ta phát cho các ngươi thực chất không thể nảy mầm. Bởi vì trước khi phát, ta đã luộc nó lên. Vậy mà ngươi vẫn có thể khiến nó trở thành những mầm cây xanh non mơn mởn à? Ngươi giải thích sao hả? Hạt giống đã bị luộc rồi ạ. Điều đó chứng tỏ ngươi là kẻ nói dối. Ngươi không biết trồng đậu, sợ thua cuộc nên mới đổi mầm cây khác đến đây để qua mặt ta. Còn Mùi là người thật thà, biết hạt giống hỏng nên không dám gian dối. Như thế thôi đã đủ chứng minh bao đậu kia vốn thuộc về anh ta rồi. Tạ ơn quan lớn đúng là anh minh ạ. Còn tên Dần, không những gian dối một lần mà còn gian dối những hai lần. Ngươi sẽ phải nộp phạt 10 đồng và chịu 30 hèo. Lính đâu? Mau lôi hắn ra ngoài. Ê, dạ xin quan lớn tha tội, quan lớn tha tội ạ. Hồng Xiêm, khá lắm, thưởng cho ngươi 1 đồng, tha hồ ăn kẹo nhá. Con cảm ơn quan lớn ạ.